Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, trong tháng 7 âm lịch thì những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 đã gặp phải không biết bao nhiêu những khó khăn vận hạn. Áp lực cuộc sống cũng như là trong công việc khiến họ cảm thấy luôn tự ti và thậm chí là bất mãn cho số phận của mình. Tại sao người ta lại được sống sung sướng còn mình lại phải chịu cảnh lầm than như thế này, đúng không ạ? Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch sẽ là thời điểm đổi vận của tất cả quý vị. Tuổi Kỷ Mão là một trong những tuổi được thần tài chiếu cố, ban lộc cho tiền bạc tiêu mỏi tay không hết. Việc xem lá số tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả các bạn tuổi Kỷ Mão thấy được bức tranh tổng quan về vận hạn cũng như là công danh sự nghiệp tình duyên của mình trong tháng 7 âm lịch này, để từ đó quý vị sẽ có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất trên con đường tài lộc và thành công của chính mình trong tháng này. Trong chương trình xem tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 7 âm lịch này sẽ được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua lá số tử vi này, thầy sẽ chỉ rõ cho tất cả các bạn Kỷ Mão sinh năm 1999 thấy được những vận hạn cần tránh và chỉ cho các bạn những cái bước đi để chúng ta có thể tiến tới thành công trên con đường học tập cũng như là công danh sự nghiệp. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mão mệnh thành đầu thổ, có khát vọng lớn, chí tại bốn phương. Họ mơ ước tự tay gây dựng cho mình một đế chế, tay trắng làm nên sự nghiệp. Cũng chính vì chí hướng như vậy nên người này thường xa gia đình từ rất sớm, tự mình lập nghiệp phát triển ở bên ngoài, sau này thành đạt mới trở về vinh quy bái tổ. Tính cách của họ có phần cao ngạo, lại có tham vọng lớn, thấy cái lợi, không biết điểm dừng, thậm chí có phần hơi tham lam. Nếu biết nghe theo lời khuyên bảo góp ý của người khác, biết tìm cho mình điểm dừng, thì số tài sản tích lũy được thời trẻ có thể bảo toàn. Tính cách thẳng thắn, thoải mái, vô tư, song lời nói và hành động của họ đôi khi hơi thái quá, đem lại cảm giác lỗ mãng, không hiểu lãng mạn là gì. Họ luôn yêu cầu rất cao trong công việc, cũng có khả năng biến hóa linh hoạt, năng lực xuất chúng hơn người. Giai đoạn này, người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 đang bước vào khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp. Bản mệnh có thể phải chịu áp lực khá nặng nề từ công việc mới, môi trường mới, vì thế cần có sự cổ vũ động viên của người thân cũng như là sự tích cực chủ động của chính bản thân mình. Đây là khoảng thời gian có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần chủ động trò chuyện tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng kẻo dễ gây stress. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến công việc, hãy xác định nhiệm vụ chính của mình chính là học. Xét về thiên can, Kỷ Ân Thổ gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đôi khi các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão trong tháng này cũng cần phải chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, người tuổi Kỷ Mão được các tinh hỗ trợ mạnh mẽ, phương diện sự nghiệp của đương số có nhiều điểm sáng, thành tích được cải thiện. Bạn được quý nhân giúp đỡ tìm ra phương pháp làm việc phù hợp hơn, năng lực tiếp thu ý kiến cũng mạnh hơn, khiến cấp trên và đồng nghiệp rất hài lòng. Quý nhân có thể chính là những người ở ngay bên cạnh bạn, họ giúp đỡ bạn gỡ những rắc rối trong công việc cũng như là giúp bạn nhìn ra định hướng đúng đắn cho sự nghiệp, công việc tương lai. Tuy đôi lúc không tránh được việc bị các yếu tố bên ngoài chi phối, gây mất tập trung, nhưng may là mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát và kịp thời sửa chữa nên không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Với một số bạn vẫn đang đi học thì việc thi cử trong thời gian này cũng có thể đạt được thành tích như mong muốn, dễ dàng đạt được học bổng. Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Vì mới ra trường, công việc chưa ổn định nên con giáp này khá lo lắng về vấn đề tài chính. Nhưng đừng quá vội vàng nôn nóng, công việc nào cũng cần thời gian để làm quen và thích nghi. Nhờ những khoản tiết kiệm cẩn thận trước đây nên bản mệnh có thể chủ động sắm cho mình những món đồ yêu thích từ lâu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 1999 có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Ngoài ra cần chú ý khi đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Các quý vị gia chủ kỷ mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi kỷ mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Vốn dĩ tuổi kỷ mão rất hòa đồng, tính cách dễ chịu nên dù là nam hay nữ mệnh, đi đến đâu cũng luôn được mọi người hoan nghênh, yêu quý. Trong năm nay, sự khéo léo tiếp tục được phát huy giúp con giáp này dễ dàng kết giao với những người bạn mới, không chỉ giữ mối quan hệ tâm giao thân thiết chung sở thích mà còn rất hữu ích trong việc trao đổi bài vở, học tập và công việc. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi kỷ mão trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 7 năm 2022, tức ngày 31 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Dậu, có nạp âm tuyền trung thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 7 năm 2022, tức ngày 12 tháng 8 năm 2022, có nạp giáp Đinh Dậu, có nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 7 năm 2022, tức ngày 24 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Dậu, có nạp âm đại dịch thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi kỷ mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải chú ý hết sức và tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với những người tuổi kỷ mão trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 7 năm 2022, tức ngày 1 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Tuất, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức ngày 13 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Tuất, có nạp âm Đình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 7 năm 2022, tức ngày 25 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Tuất, có nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi cho tuổi kỷ mão sinh năm 1999 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp đỡ được tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống này có được những bước đi vững chắc và thành công hơn.
Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung mới hơn được phát sóng trên kênh Phong Thủy Xa Cách.